chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Phản ứng bất ngờ. Lời nói đầu tiên xin cho đội con bấm xin, con bấm xin, con bấm đa tình anh bán chiếu nhìn tiếu lắm nha. Nghề nghiệp hiện tại của mình là gì ạ? Làm nail. Thử thách dành cho đội xung sức, các bạn ấy sẽ ngồi lên trên cái này. Trò chơi thốn lắm nha. Dù sao cũng lần đầu á. Khỏe đi. Trời ơi. Vậy, 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 vừa nói nhà không giả lộ. Các bạn đang nghi ngờ ai nhất? Giờ phân tích đúng không? Đúng rồi. Mày sẽ phân tích loại trừ. Đúng vậy. Chị Lê Giang thì Lâm tiếp xúc với chị rất là nhiều. Mỗi khi mà chị căng chỉ collagen thì cái nỗi đau của chị Lâm thấy rất là nhiều. Còn ngày hôm nay em thấy sự giả giả cho cái đau của chị. Bây giờ em thấy ai? Em chọn ai? Em Nghi Tài. Thì chị với anh lại Hiếu. Đáp án cuối cùng là gì ạ?